Giao hiệp quốc tế Doha Cup 2023 trực tiếp, trọn vẹn và duy nhất trên FPT Play. Có thể nói rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2023 là một cách khởi đầu một ngày mới tồi tệ với hàng triệu con tim yêu bóng đá trên mảnh đất hình chữ S khi phải chứng kiến U23 Việt Nam thất thủ trước U23 Iraq với một tỷ số đậm ở trận đấu đầu tiên của Doha Cup 2023. Hai tấm thẻ đỏ, ba bàn thua và đội bóng tới từ Trung Đông đã dạy cho những chiến binh sao vàng một bài học to lớn về tâm lý cũng như bản lĩnh ở trên sân. Đẳng cấp vượt trội là những gì mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể nhìn vào danh sách của cả hai đội. Nếu như U23 Việt Nam chúng ta chỉ có thể sử dụng những cầu thủ cây nhà lá vườn thì bên phía U23 Iraq có cho mình những ngôi sao tới từ châu Âu, nơi có sự phát triển với bóng đá bậc nhất trên toàn thế giới. Chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với U23 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng của U23 Iraq đã hy vọng đây sẽ là một giải đấu giúp cho các học trò của ông có những trải nghiệm bổ ích nhằm hướng tới chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024 sắp tới. Ông đã có những chia sẻ: "Chúng tôi muốn cảm ơn ban tổ chức Doha Cup 2023 vì đây là một cơ hội rất tốt để chúng tôi cọ sát với những đội mạnh để xây dựng lối chơi. Giải đấu được tổ chức vào thời điểm lý tưởng và các đội đều rất mạnh. Chúng tôi sẽ có cơ hội để đánh giá, kiểm nghiệm chính bản thân mình qua các trận đấu. Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho giai đoạn vô địch Tây Á vào tháng 6 và sau đó là vòng loại U23 châu Á 2024. Với tham vọng đó, U23 Iraq đã mang tới Qatar một lực lượng rất mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Hani Nasser tới từ Chelsea Thụy Điển, Joseph Animan tới từ Malmö Thụy Điển, Marouf Fazi tới từ Chambers Na Uy hay Manuel Ilia tới từ FC Twente Hà Lan, Ali Haider tới từ Stoke City của Anh, Mustafa Oman tới từ Atalanta Italia và Ali Almosva tới từ Copenhagen Đan Mạch. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của U23 Iraq trong trận đấu này là Zidane Iqbal, sao trẻ đang khoác áo màn ngoài tập. Anh không thể góp mặt vì bận lên tập trung đội tuyển quốc gia. Theo thống kê trên chuyên trang Transfermarkt, giá trị đội hình của U23 Iraq tham dự Doha Cup lên tới 4,28 triệu euro. Trong đó có cầu thủ giá trị nhất là Marcez Doski, người đang khoác áo câu lạc bộ Slovanko của Cộng hòa Séc, lên tới mức giá 500.000 euro. Trong đó giá trị đội hình trong tay huấn luyện viên Philippe Chaucer chỉ đạt 915.000 euro. Lương Duy Cường là cầu thủ được định giá cao nhất 75.000 euro. Thậm chí, giá trị của U23 Iraq còn gần bằng với đội tuyển quốc gia Việt Nam 6,43 triệu euro. Sự chênh lệch về giá trị chuyển nhượng đã được thể hiện một cách rõ nét. Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng có chiến thắng nghẹt thở trước các cầu thủ đồng trang lứa Iraq khi hai đội gặp nhau tại trận tứ kết U23 châu Á 2018. Tiếp đến, hai đội cũng có cơ hội gặp nhau tại trận giao hữu Dubai Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 năm ngoái. Với kết quả hòa 1 đều, điều này đã cho thấy rằng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ Iraq. Thế nhưng sau một năm, đã có quá nhiều những thay đổi với nền bóng đá nước nhà. Chúng ta có những cái tên mới được triệu tập lên U23 Việt Nam để hòa nhập với các trụ cột đã xuất sắc tạo nên một cột khung mới và được dẫn dắt bởi một tân huấn luyện viên Philippe Chaucer. Sau khi nắm quyền hồi tháng 2, nhà cầm quân người Pháp đã kế thừa những điều từ người tiền nhiệm Park Hang-seo, trong đó có sơ đồ 3-4-3. Nhưng ông thầy người Pháp cũng có nhiều cố gắng để đạt được dấu ấn riêng, nhất là lối chơi phát triển bóng từ thủ môn, khả năng pressing cường độ cao và liên tục điều chỉnh cùng thích ứng với đa dạng nhịp độ trận đấu. Cùng với đó, hàng công của U23 Việt Nam cũng được kỳ vọng cải thiện khả năng xử lý ở 1/3 cuối sân đối phương, khâu bị đánh giá là vội vàng và thiếu sắc bén trong các buổi tập. Và rồi điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo ngại nhất cũng đã đến đúng lúc và rất đúng thời điểm. U23 Iraq nhập cuộc với một tâm lý chiến và hoàn toàn chủ động trong các đường lên bóng ở phần sân của U23 Việt Nam. Ý đồ chơi pressing tầm cao của huấn luyện viên Senarsin bên phía U23 Iraq đã cắt đứt mọi sợi dây liên lạc ở tuyến dưới của U23 Việt Nam, khiến cho những chú rồng con liên tục mất bóng, chuyền hỏng và thậm chí là không thể phát huy được sơ đồ chiến thuật và lối chơi kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Chaucer đã đề ra. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, trong suốt một tháng qua, đoàn quân áo đỏ đã miệt mài tập luyện ở trung tâm đào tạo trẻ VFF. Đã không còn sự bỡ ngỡ như ban đầu và lúc này chắc chắn các cầu thủ U23 Việt Nam đều đã thấm nhuần được tư tưởng, triết lý của nhà cầm quân người Pháp. Tuy nhiên, đây chưa phải là một đội hình mạnh nhất của lứa U23 khi nhiều gương mặt bị đội bóng chủ quản giữ lại hoặc không được huấn luyện viên triệu tập sang Qatar lần này, khiến cho chất lượng nhân sự so với U23 Iraq là quá chênh lệch. Chính lỗ hổng đó đã vô tình tạo ra những khoảnh khắc về mặt tâm lý thi đấu không ổn định tới từ U23 Việt Nam. Liên tục là những tình huống phạm lỗi không cần thiết ở khu vực gần sát vào vòng cấm địa. U23 Iraq hoàn toàn nắm thế chủ động bởi lợi thế về mặt thể hình cũng như thể lực ở trên sân. Và rồi chỉ sau có 23 phút, trung vệ Vũ Tiến Long đã phải nhận một tấm thẻ đỏ do cản người không bóng cho một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng sau pha truyền biên sai lầm của đồng đội ở phía trên. Chơi bóng thiếu người đồng nghĩa với việc thế trận đã mất đi hoàn toàn về tay U23 Iraq.
Ở lối chơi kiểm soát bóng, việc mất đi một người khiến cho các kết nối lên tuyến trên bị đứt gãy đi phần nào. U23 Việt Nam từ đó cũng chỉ có thể chủ động phòng ngự và tìm sơ hở của đối phương. Nhưng U23 Iraq không những đảm bảo cho sự cân bằng giữa công và thủ mà họ còn biết cách tận dụng những khoảng trống khi đối phương bị dồn vào thế chân tường. Các cầu thủ trong tay huấn luyện viên Serasin đã khiến cho U23 Việt Nam mắc những sai lầm và bàn thắng đã đến theo một lẽ dĩ nhiên. Để thua một bàn trong hiệp 1, U23 Việt Nam không còn cách nào để có thể tiếp tục phòng ngự nữa. Họ bắt đầu chuyển đổi trạng thái và thế trận trong hiệp 2. Nhưng việc huấn luyện viên Chausier rút ra một tiền đạo ở phía trên đã làm cho sức tấn công bị giảm sút đi rất nhiều, đồng thời khoảng trống sau lưng lại dần lộ ra. U23 Iraq cứ thế tập trung khai thác từ huyệt đó và chúng ta đã bị vụn vỡ một cách hoàn toàn. Thêm một chi tiết có thể nói là điểm yếu cần phải khắc phục của U23 Việt Nam, đó là không chủ động áp sát cầu thủ đối phương. Điển hình là ở bàn thua thứ hai, trong một tình huống lập bập ở bên khu vực 16m50 của U23 Việt Nam, bóng đến chân hậu vệ số 3 Hamed Hassan của U23 Iraq. Dù ngay sau đó trước mặt anh là ba cái bóng áo trắng, nhưng không một ai lao vào áp sát. Và rồi kết quả của pha bóng ấy là để Hassan có được khoảng trống và tầm nhìn đủ lâu để thực hiện pha kéo bóng sang chân thuận, rồi dứt điểm đánh bại hoàn toàn thủ môn Văn Chuẩn thêm một lần nữa. Kịch bản tương tự cũng được tái diễn ở bàn thua thứ ba. Chính vì không tạo ra được sức ép cần thiết, các cầu thủ U23 Việt Nam đã để cho đối phương thoải mái trong việc chơi bóng, và đó là một sai lầm cần phải thay đổi một cách nhanh chóng. Những phút cuối trận, Võ Hoàng Kim Khoa còn tự đưa mình vào chân tường với một pha lăn xả không cần thiết, dẫn tới việc anh bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. Hai tấm thẻ đỏ và ba bàn thua là quá đủ cho một ngày tồi tệ ở lượt trận đấu đầu tiên của Doha Cup 2023 với tuyển U23 Việt Nam. Nhìn chung, chúng ta đã không thể phát huy được bất cứ điểm mạnh nào trước U23 Iraq trong thất bại này. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Chausier đã chia sẻ: "Tuy thất bại nhưng các cầu thủ đã nhận được một bài học về sự tự tin để bước tiếp trong những trận đấu tiếp theo. Đây sẽ là một bước tiến trong việc xây dựng tư duy cho các cầu thủ khi phải thi đấu mất người ở trên sân. Toàn đội sẽ có những buổi phân tích kỹ càng hơn và tôi đánh giá cao đội hình hiện tại. Quả thực, ngay cả khi kết quả của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq không diễn ra như kỳ vọng của toàn đội, thì đây vẫn sẽ là một cơ hội rất tốt để dàn sao trẻ của huấn luyện viên Chausier học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm hướng tới SEA Games 32. Và nói đồng thời, cũng là một cơ hội rất tốt để nhà cầm quân người Pháp chọn lọc ra những gương mặt tốt nhất cho U22 tham dự SEA Games. Nhưng không vì vậy mà chúng ta nghĩ đến việc thi đấu dưới sức. Hãy nhìn vào U23 Thái Lan. Một năm trước, họ còn không thể chiến thắng U23 Việt Nam một lần nào trong 4 lần chạm trán. Nhưng đêm qua, bầy voi chiến suýt chút nữa đã khiến cho nhà ứng cử viên vô địch U23 Ả Rập Xê Út phải trả giá đắt và họ chỉ có thể cầm hòa được người Thái. Thậm chí, đội bóng tới từ xứ sở Chùa Vàng còn có được bàn thắng mở tỷ số trước. Đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam là U23 UAE, một đối thủ bị đánh giá thấp nhưng cũng bất ngờ đánh bại được U23 Qatar trong lượt trận đầu tiên. Lại thêm một thử thách mà thầy trò huấn luyện viên Chausier cần phải vượt qua nếu không muốn chia tay sớm giải đấu năm nay. Hy vọng rằng mỗi trận đấu trôi qua, các chú rồng con dần học được cách đứng lên từ thất bại, vì họ chính là niềm hy vọng lớn nhất và tiếp theo của bóng đá nước nhà. Cơ hội là vẫn còn và các cầu thủ U23 Việt Nam cần giữ cho mình một con tim nhiệt huyết, một cái đầu lạnh và đầy kiên nhẫn. Thành công không đến bất ngờ mà nó đến từ sự rèn luyện lâu dài. Không một thất bại nào có thể đánh giá được hành trình của U23 Việt Nam ở phía trước. Hãy cùng cổ vũ hết mình cho họ để tiếp thêm động lực cho những chiến binh sao vàng trong những trận đấu tiếp theo. Hãy cố lên và chiến đấu U23 Việt Nam. Giao hiệp quốc tế Doha Cup 2023 trực tiếp, trọn vẹn và duy nhất trên FPT Play.